Mã độc này có tên W32 AdCoin Miner được phát tán qua dịch vụ quảng cáo trực tuyến Ad.Live. Và qua lỗ hổng phần mềm, Ad.Live cung cấp dịch vụ cho phép rút gọn đường link khi chia sẻ trên mạng xã hội hay YouTube tuy nhiên khi bấm vào các đường link rút gọn này người sử dụng sẽ phải nhìn thấy một trang quảng cáo trước khi đến nội dung đích lợi dụng điều đó hacker đã chèn mã độc vào các trang quảng cáo để lây nhiễm virus xuống máy tính người sử dụng nạn nhân khó đề phòng vì vẫn xem được nội dung từ link rút gọn nguy hiểm hơn mã độc này có thể tải thêm mã độc khác từ server điều khiển của hacker nhằm thực hiện các hành vi gián điệp ăn cắp thông tin cá nhân hay thậm chí là xóa dữ liệu